tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Khi ra khỏi đền thờ, Đức Giêsu nhìn thấy một người mù từ thuở mới sinh. Các môn đệ hỏi người: Thưa thầy, ai đã phạm tội khiến người này sinh ra đã bị mù? Anh ta hay cha mẹ anh ta? Đức Giêsu trả lời: Không phải anh ta, cũng chẳng phải cha mẹ anh ta đã phạm tội. Nhưng sở dĩ như thế là để thiên hạ nhìn thấy công trình của Thiên Chúa được tỏ hiện nơi anh. Chúng ta phải thực hiện công trình của Đấng đã sai thầy. Khi trời còn sáng, đêm đến, không ai có thể làm việc được. Bao lâu thầy còn ở thế gian, thầy là ánh sáng thế gian. Nói xong, Đức Giêsu nhổ nước miếng xuống đất, trộn thành bùn và sức vào mắt người mù, rồi bảo anh ta: Anh hãy đến hồ Siloác mà rửa. Vậy anh ta đến rửa ở hồ, và khi về thì nhìn thấy được. Các người láng giềng và những kẻ trước kia thường thấy anh ta ăn xin mới nói: Hắn không phải là người vẫn ngồi ăn xin đó sao? Có người nói: Chính hắn đó. Kẻ khác lại rằng: Không phải đâu, nhưng là một đứa nào giống hắn đó thôi. Còn anh ta thì cả quyết: Chính tôi đây. Người ta liền hỏi anh: Vậy làm sao mắt anh lại mở ra được như thế? Anh ta trả lời: Người tên là Giêsu đã trộn một chút bùn sức vào mắt tôi, rồi bảo: Anh hãy đến hồ Siloác mà rửa. Tôi đã đi, đã rửa, và tôi nhìn thấy. Họ lại hỏi anh: Ông ấy ở đâu? Anh ta đáp: Tôi không biết. Họ dẫn kẻ trước kia bị mù đến với những người Pharisêu. Nhưng ngày Đức Giêsu trộn bút bùn và làm mắt anh mở ra lại là ngày Sa-bát. Vậy các người Pharisêu hỏi thêm một lần nữa: Làm sao anh nhìn thấy được? Anh trả lời: Ông ấy lấy bùn thoa vào mắt tôi, và tôi rửa và tôi nhìn thấy. Trong nhóm Pharisêu, người thì nói: Ông ta không thể là người của Thiên Chúa được, vì không giữ ngày Sa-bát. Kẻ thì bảo: Ông là một người tội lỗi, làm sao làm được những dấu lạ như vậy? Thế là họ đâm ra chia rẽ. Họ lại hỏi người mù: Còn anh nghĩ gì về người đã mở mắt cho anh? Anh đáp: Người là một vị ngôn sự. Người Do Thái không tin là trước đây anh ta bị mù mà nay nhìn thấy được, nên nó gọi cha mẹ anh đến. Họ hỏi: Anh này có phải là con ông bà không? Ông bà nói là anh ta bị mù từ mới sinh. Vậy sao bây giờ anh ta lại nhìn thấy được? Cha mẹ anh đáp: Chúng tôi biết nó là con chúng tôi. Nó bị mù từ khi mới sinh, còn bây giờ làm sao nó thấy được? Chúng tôi không biết. Hoặc có ai đã mở mắt cho nó? Chúng tôi cũng chẳng hay. Xin các ông cứ hỏi nó. Nó khôn lớn rồi, nó có thể tự khai được. Cha mẹ anh ta nói thế vì sợ người Do Thái. Thật vậy, người Do Thái đã đồng lòng trục xuất khỏi hội đường cả nợ dám tuyên xưng Đức Giêsu là Đấng Kitô. Vì thế cha mẹ anh mới nói: Nó đã khôn lớn rồi, xin các ông cứ hỏi nó. Một lần nữa, họ gọi người trước đây bị mù đến và bảo: Anh hãy tôn vinh Thiên Chúa. Chúng ta đây, chúng ta biết ông ấy là người tội lỗi. Anh ta đáp: Ông ấy có phải là người tội lỗi hay không, tôi không biết. Tôi chỉ biết một điều, trước đây tôi bị mù, mà nay tôi nhìn thấy được. Họ mới nói với anh: Ông ấy làm gì cho anh? Ông ấy đã mở mắt cho anh thế nào? Anh trả lời: Tôi đã nói với các ông rồi, mà các ông vẫn không chịu nghe. Tại sao ông còn muốn nghe lại chuyện đó nữa? Hay các ông muốn làm môn đệ ông ấy chăng? Họ liền mắng nhiếc anh: Có mày mới là môn đệ của ông ấy, còn chúng ta là môn đệ của ông Mô-sê. Chúng ta biết rằng Thiên Chúa đã nói với ông Mô-sê, nhưng chúng ta không biết ông Giê-xu ấy bởi đâu mà đến. Anh đáp: Kể cũng lạ thật, các ông không biết ông ấy bởi đâu mà đến, thế mà ông ấy lại là người đã mở mắt cho tôi. Chúng ta biết Thiên Chúa không nhậm lời những kẻ tội lỗi. Còn ai kính sợ Thiên Chúa và làm theo ý người thì người nhậm lời kẻ ấy. Xưa nay chưa hề nghe nói có ai đã mở mắt cho người mù từ lúc mới sinh.
Nếu không phải là người bởi Thiên Chúa mà đến, thì ông ta chẳng làm được gì. Họ đối lại: mày sinh ra tội lỗi ngập đầu, thế mà mày lại muốn làm thầy chúng ta ư? Rồi họ trục xuất anh. Đức Giêsu nghe nói họ đã trục xuất anh, khi gặp lại anh, người hỏi: anh có tin vào Con Người không? Anh đáp: thưa Ngài, đấng ấy là ai để tôi tin? Đức Giêsu trả lời: anh đã thấy người, xin người đang nói với anh đây. Anh nói: thưa Ngài, tôi tin. Rồi anh sấp mình xuống trước mặt người. Đức Giêsu nói: tôi đến thế gian này chính là để xét xử, cho người không xem thấy được thấy, và cho kẻ xem thấy lại nên đuôi mù. Những người Pha-ri-sêu đang ở đó với Đức Giêsu nghe vậy liền lên tiếng: thế ra cả chúng tôi cũng đuôi mù hay sao? Đức Giêsu bảo họ: nếu các ông đuôi mù thì các ông đã chẳng có tội. Nhưng giờ đây các ông nói rằng chúng tôi thấy, nên tội các ông vẫn còn. Đó là lời Chúa. Kính thưa quý bà bạn trẻ em, hôm nay chúng ta bước sang ngày thứ hai trong cái ngày tín tâm của giáo xứ Tân Phú Hòa của chúng ta. Và chúng ta thấy trong suốt thời gian mà chúng ta tín tâm như thế, thì chủ đề xuyên suốt mà tôi muốn mời anh chị em đó là hành trình mùa chay. Đây là đề tài mà Đức Giáo Hoàng trong cái lá thư mùa chay người nói với chúng ta. Như vậy trong cái tuần trước á, chúng ta đã có một cái cuộc hành trình đến cái bờ diễn ra cóp mà cái thiếu phụ nữ Samari đã gặp Đức Giêsu Kitô. Và đặc biệt chúng ta thấy rằng có những gặp Ngài, và đặc biệt nhất là gặp được cái mặt nước. Anh chị em biết rồi đấy, mặt nước sẽ tuôn trào được cái phụ nữ Samari đó. Còn ngày hôm nay thì tôi lại tiếp tục mời anh chị em xuống phía Nam. Anh chị em ở chúng ta thấy cái thành Jerusalem, anh chị em đến một cái hồ ta gọi là hồ Siloác. Và đây nó có một sự kiện rất đặc biệt, chúng ta thấy là Chúa Giêsu chữa cho cái anh mù này được sáng mắt. Chứ thì cái hồ Siloác có thật hay không? Cái hồ có thật anh chị em. Cách đây khoảng gần 3 tháng thôi anh chị em, vào ngày 28 tháng 12 năm 2022 vừa rồi này, mới đây thôi anh chị em, là chúng ta thấy chính phủ Israel mở cửa cho khách hành hương du lịch đến thăm cái hồ chúng ta thấy là Siloác này rất đặc biệt. Tức là các nhà khảo cổ họ khai quật anh chị em, thấy cái hồ này có thiệt. Và đến nay cái hồ nó gần như còn nguyên vẹn vậy anh chị em. Lạ thế. Tôi nghĩ rằng là cái hồ này nó nguyên vẹn chắc cũng chẳng lạ gì đâu, bởi nó âm đất anh chị em. Âm xuống đất như vậy này. Cái diện tích nó khoảng độ 2000 mét vuông như vậy, bằng như xứ Tân Phú Hòa tại nhà thờ này. Nó âm đất, đoán chắc khoảng độ 5 mét vuông nữa. Thế thì hai nhà khảo cổ của một người Mỹ và một người Anh đã đến đây năm 2000, chúng ta thấy năm 1960 thì đã phát hiện cái này. Nhưng mà theo tiến sĩ của người chúng ta thấy do Thái, nhà khoa học đó, thì do là cái cơ quan chúng ta thấy thoát nước của bên Israel khi họ đang khai thông nước qua đó, thì họ phát hiện ra cái hồ này. Và đây là cái hồ Siloác. Họ quyết định là cho khai quật lên, cho các nhà khảo cổ đến để mà tìm hiểu, và cho khách du lịch đến để tìm hành hương coi. Nên tháng 1 năm nay vẫn còn đang tiếp tục khai quật lên xem. Thế thì cái hồ Siloác này có lúc nào anh chị em? Nó có từ cái thời của vua Khích Khi Già. Chúng ta mở sách Hai Vua chương 20 câu 20 anh chị em, thì cái chương này cuối cùng có ghi lại cái sự kiện rằng là ngoài cái chiến công của vua Khích Khi Già ra, chúng ta chẳng lẽ không nhắc đến cái chuyện vua Khích Khi Già đã đào một, chúng ta thấy một cái đường hầm dẫn nước từ cái hồ, chúng ta thấy cái suối Gidgon đó, vào trong cái hồ Siloác này, đặc biệt để chuẩn bị cho cái việc sợ quân Assur nó vây thành cái thành Jerusalem, ông ta đi một đường nước ngầm vào cho nó anh xem, bắc của Siloác đấy. Vậy thì người ta gọi những cái hồ bơi anh xem. Nhưng mà sau này cái thói tục người Do Thái họ dùng cái này để mà nghi thức thanh tẩy của họ. Người Do Thái thích cái này lắm, tức họ xuống đây họ trầm mình xuống cái nước này, tắm rửa xong họ mặc cái áo trắng,
Sau đó họ đi dọc cái hành lang đó, giờ nó còn hành lang nguyên vẹn này, hành lang đó, gọi là khách hành hương, đi lên cái đền thờ. Chứ có lẽ là cái việc mà thanh tẩy như thế này, cái lễ này nó có nhá nhá đến cái việc mà chúng ta biết tới rửa tội anh chị em, và chuẩn bị cho cái ngày lễ vượt qua như thế. Như vậy chúng ta thấy là mà thờ Chúa Giêsu cái hồn này vẫn còn anh chị em. Chúa Giêsu nói cái anh mù này, anh đến cái hồ Silác này mà anh rửa thì anh mà nó sẽ sáng. Như vậy chúng ta thấy rằng cái anh mù này đến thiện anh chị em, anh đến cái hồ Silác này và anh ta rửa, mắt anh ta sáng ra anh chị em, chứng ra. Tôi nghĩ rằng cái này là niềm vui lớn của anh ta anh chị em. Bởi vì anh ta mù từ thuở mới sinh, mà chúng ta biết rằng những cái người mù anh chị em, người ta sống trong một cái màn đêm tối tăm anh chị em. Có một cái anh Phong này, trước đây anh không có mù đâu, bây giờ anh bị mù, anh đang coi những người mù. Anh có kể là tại sao anh mù, là bởi trong một cái tai nạn giao thông thôi. Anh bình thường đi như này, không biết vì sự cố gì anh lao thẳng ban đêm, anh lao thẳng vô cái nhà đang xây sửa nhà, mà khi xe anh lao thẳng vào nhà như thế, cái mắt anh đâm vào cái hàng rào đồng đồng biết, đâm mắt anh từ đó đi cái mắt anh mù luôn. Và anh mà khi một phút nó đâm vào mắt anh một cái như thế là bắt đầu là anh sống trong một màn đêm tăm tối đến giờ luôn. Nhưng mà chúng ta thấy được cái anh mù này mà bây giờ anh sáng mắt ra như thế, tôi nghĩ là nó vui lắm anh chị em. Mà anh ta không những vui mà đặc biệt cả cha mẹ anh ta nữa, vì anh ấy nó mù từ bẩm sinh từ nhỏ nữa. Chứ cái chủ nhật này nó có cái gì nó niềm vui vậy anh chị em, niềm vui trong bức màn đêm tím như vậy anh chị em, cho thấy lóe lên một cái màu hồng và chú thể mặc như thế. Tức là chúng ta thấy sau một dịp vượt qua này, chúng ta đừng có quên đó là một dịp chúa phục sinh niềm vui đó. Thì cái anh mù này nó có một niềm vui lớn như thế. Và cái chuyện chúng ta thấy rằng Chúa Giêsu chữa cho cái anh mù này tại cái hồ Silác này thì nó vậy thôi, trông thì đơn giản thì xong thôi. Nhưng mà tùy theo đối tượng người nhìn nó chèm, nó khác cái chèm. Cứ tùy theo một đối tượng nhìn sự kiện này nó khác. Vì nó khác như thế cho nên chúng ta phần hiểu rõ. Mà muốn hiểu rõ sự kiện này thì chúng ta cứ nghe Chúa Giêsu người nói sao thì chúng ta hiểu được. Đặc biệt như thế, tới ví dụ bây giờ đối các tông đồ đi, các môn đệ của Chúa thấy cái anh mù này thì nói Chúa Giêsu rằng: thưa thầy, anh này bị mù như này, như vậy thì anh phạm tội hay là bố mẹ anh phạm tội? Như vậy vấn đề đặt ra là vấn đề tội ấy chị em. Cái người Do Thái vẫn quan niệm vậy anh chị em, cứ hễ thấy một cái sự kiện gì con người xảy ra do người đó, hoặc do thiên nhiên, hay cái tháp đổ ra cũng thế, hay cái chuyện mà người ta giết như vậy nó xảy ra, thì người ta nghĩ rằng cái người này tội nhiều lắm chị em. Dù mù này cũng thế thôi, nó mù như này chắc là tội của nó hoặc là bố mẹ nó. Như vậy chúng ta thấy rằng cái quan điểm chắc không ổn rồi đấy. Cho nên Chúa Giêsu mới trả lời thẳng với các môn đệ: cái chuyện anh này nó mù cũng không phải tội của anh ta, mà cũng không phải tội của cha mẹ anh ta. Một cái quan điểm rất hay chị em, Ngài sẽ phá tan đi cái quan điểm không ổn của các môn đệ. Tức là cái chuyện mù anh ta cũng không phải do tội anh ta, mà cũng không phải do cha mẹ anh ta đó. Cái chuyện mà anh ta mù như thế thì Chúa Giêsu nói rõ là để cho cái công trình của Thiên Chúa nó được thể hiện lên anh ta. Hay như thế anh chị em, là để cho cái công trình của Thiên Chúa nó thể hiện lên anh ta. Như vậy thì chúng ta nhìn tất cả phép lạ và kể cả cái công trình tạo dựng như thế này, anh chị em, đất này là cái công trình của Thiên Chúa. Cái chuyện của anh mù này cũng vậy anh chị em, là Chúa muốn thể hiện cái công trình của Ngài lên anh ta. Một cái quan niệm đặc biệt như thế. Bây giờ chúng ta thấy công trình đó là cái gì? Chúa Giêsu là ánh sáng trần gian đây. Ngài thể hiện công trình làm cho nến sáng ra. Anh ta nhìn thấy được anh xem. Đặc biệt như thế. Như vậy chúng ta thấy Chúa Giêsu nói Ngài là ánh sáng trần gian. Và thực sự đó rằng Ngài làm cho nến sáng thiệt. Mở mắt ra anh nhìn thấy được. Như vậy nếu Chúa Giêsu nói Ngài là ánh sáng trần gian, mà Ngài nói chúng ta cũng vậy thôi, anh em là ánh sáng trần gian, như vậy thì chúng ta cứ đừng quên anh chị em, Thiên Chúa cũng vẫn tiếp tục mời gọi chúng ta là để cho cái công trình của Thiên Chúa này lại tiếp tục kéo dài trần gian này xuyên qua mỗi người chúng ta.
Bởi vì anh em là ánh sáng trần gian mà. Như vậy chúng ta thấy cái chuyện mà chúng ta thấy để tiếp tục công trình này bằng cách là cái việc làm bất ai chúng ta đó. Chúng ta phải có quan điểm tốt với những con người nghèo, kể cả những con người mù trẻ. Rồi chúng ta làm sao chúng ta nâng đỡ giúp đỡ cho họ. Khi còn cho chủng viện chúng ta, chúng tôi thì thoảng có dịp đi thăm những cái trại này về kia hay những người mù. Thì anh sẽ biết rằng những con người mù anh chị em, họ rất đau khổ ở chỗ rằng họ không có nhìn thấy vậy anh chị em, sống trong màn đêm. Ngoài ra cái tư tưởng họ nó anh chị em, nó không như chúng ta đâu anh chị em. Bởi bây giờ chúng ta thấy để cho cái đó chúng ta phát triển đó, nó phải xuyên qua mắt này nè, chúng ta nhận được. Cái anh mù ở đâu thấy đâu anh chị em. Trên những người giám đốc ở cơ quan nói bảo thưa cha là những cái con người mù này á, cái phán đoán họ nó không có ổn anh chị em. Bởi vì nó đâu có nhận định đúng như chúng ta đâu. Rất khổ. Như vậy để cho cái công trình của Thiên Chúa tiếp tục nơi những người này, anh chị em làm sao quan niệm đúng, ưu đãi họ, thương họ, tới nâng đỡ họ và trao đổi với họ, họ rất quý anh chị em không sao đâu. Thì lúc bây giờ chúng ta thấy rằng cái công trình của Thiên Chúa lại tiếp tục nơi chúng ta. Chúa Giêsu nói là qua những việc tốt đẹp anh em làm mà người ta tôn vinh cha của anh em. Như vậy cái điểm đầu tiên mà chúng ta nhìn thấy là cái quan điểm của các môn đệ về cái chuyện người mù không có ổn. Thì Chúa Giêsu cần phải chỉnh lại, làm cho nó tốt. Đây là cái công trình của Thiên Chúa cần thiện cho anh ta. Bây giờ chúng ta thấy rằng đối với anh mù sao? Cái chuyện anh mù sao giờ? Cái chuyện của anh mù này anh chị em, là bây giờ chúng ta đặt vấn đề để đức thầy. Anh mù này không những Chúa Giêsu chữa anh ta về vấn đề thể lý, là tới sắc như thế này, mà đặc biệt nhất là kể cả về đời sống tâm linh chị em, rất hay. Cái chuyện về thể lý chúng ta biết rõ rồi, là bởi vì anh ta từ mù từ bẩm sinh. Bây giờ chúng ta thấy anh ta hết mù. Cái chuyện Chúa Giêsu làm thôi cũng lạ, lấy ngồi đứng biết xuống đất, thật buồn chết mắt anh ta. Chắc cái này giờ khó làm lắm chị em. Đối với anh, chúng ta thấy hai người mù ở phía Bắc á, thì là tới tận nhà Chúa Giêsu người làm hết. Mù bắt ti mê thì cũng khác, Chúa Giêsu đến đặt tay khác hết. Còn riêng cái anh này thì Chúa Giêsu lại nhổ nước miếng xuống xoa vết mắt người ta mà bảo đến cái hồ Si-lác. Chắc có lẽ rằng chúng ta thấy Chúa Giêsu có né xíu để cho này tới đó đi ăn tính. Và chúng ta thấy anh này sáng ra. Như vậy rõ ràng chúng ta thấy rằng về mặt thể lý là hết rồi đấy, sáng rồi đấy. Và chính tấm khẳng định chính tôi đấy, không ai khác đâu. Nhưng mà đặc biệt nhất anh chị em, về cái nhận thức của anh này, về cái đời sống tâm linh của anh ta, về cái nhận thức của anh ta về Đức Giêsu Kitô rất chính xác anh chị em, rất hay. Trên Chúa Giêsu nói đó, ta đến để cho người mù được thấy. Như vậy anh đến mù này, anh thấy này, và kể cái đời sống tâm linh của anh ta. Sau đây chúng ta thấy một vài cái điểm mà cho thấy anh ta rất rõ cái tiến triển và đức tin của anh ta với Đức Giêsu Kitô. Người ta hỏi anh rằng ông Giêsu nó là ai. Anh ba bảo tôi chỉ biết ông đó là Giêsu thôi, bảo tôi không biết ông là ai hết. Như vậy cái bước đầu tiên để anh ta trả lời đích thật là bởi ông ta có thấy Chúa Giêsu đâu. Ông ta chỉ biết rằng cái ông Giêsu đó chữa tôi thôi, thì nhận thức vậy thôi. Rồi một lần khác chúng ta thấy nhóm Pharisêu hỏi ông này, hỏi cái người mù này, anh nghĩ gì về cái ông Giêsu này. Và chúng ta thấy cái anh mù trả lời đó là ông này đúng là một ngôn sứ. Hay như thân chịu, ông này đúng là một ngôn sứ. Cái từ ngôn sứ hay từ tiên tri hay từ đồng nghĩa thôi, là một sứ giả thì Chúa sai đến. Như vậy chúng ta thấy rằng cái ông này, ông mù cũng suy nghĩ là chúng ta biết rằng cái người ngôn sứ là người tin Chúa sức giàu đó, là cũng có khả năng làm phép lạ được anh chị em. Chẳng hạn như chúng ta thấy ngôn sứ Elia cũng vậy thôi. Bao nhiêu những người chúng ta thấy xảy ra hạn hán, ngày có cứu ai đâu, chỉ chiếu cái bà chúng ta giúp cho cái bà quả thành Sarepta thôi, là Sidon thôi. Đệ tử của Elia là ngôn sứ Elisa cũng vậy thôi. Bao nhiêu người phong của Israel mà không chữa, mà chỉ có tướng Naaman thôi, một người Syri mà chữa hết thôi. Như chúng ta thấy rằng cái người ngôn sứ anh xem có thể chữa lành bệnh được. Vậy thì anh nên thấy rằng cái ông Giêsu này mà làm cho mắt của ông ta sáng ra, thì ông ta cũng bằng nghĩ ông này phải là ngôn sứ anh xem. Nhưng đúng đấy. Cái bước này theo cái nhà chú giải thánh kinh thì gọi đây là cái bước đầu tiên, là khởi điểm
để cho chúng ta suy nghĩ đến Giêsu Kitô. Rất hay. Và một cái bước kế tiếp anh chị em là bắt đầu chúng ta nhất định của Ngài chính xác đấy. Lần nữa chúng ta thấy nhóm Pharisêu hỏi anh đó, theo anh ông Giêsu này là ai? Thì chúng ta thấy là ông này trả lời ngay là ông này chúng ta thấy là người phải bởi Thiên Chúa mà đến. Rất chính xác anh chị em. Ông này Giêsu này phải bởi Thiên Chúa mà đến, chứ không phải con người chúng ta đâu anh chị em. Khi mà cái ông này trả lời như thế này, chúng ta nhớ trước đó chút xíu thôi, Chúa Giêsu đã trả lời thẳng với người Do Thái hỏi Ngài đấy: tôi là bởi Thiên Chúa, phát xuất từ Thiên Chúa mà bởi Thiên Chúa mà đến đó. Như vậy thì sao anh muốn biết được anh chị em? Chỉ có cái suy tư của anh ta thôi anh chị em mà anh ta đoán được rằng là cái ông Giêsu này là phải bởi Thiên Chúa mà đến cơ. Rất chính xác, rất hay anh chị em. Tức là cái nhận định của anh mù về mặt tâm linh Giêsu Kitô rất giỏi, tôi phải thừa nhận như thế. Và chúng ta thấy là cái nhận thức của anh này đã đạt đến cái đích điểm là anh ta gặp Chúa Giêsu. Bởi vì nhân cái chuyện nó trục xuất anh ta, Chúa Giêsu cũng căn và gặp cho anh ta gặp. Và ở lần này anh xem mắt diện kín mắt anh xem. Lần trước này anh ta không gặp tiếng Ngài, mắt nó mù rồi, không thấy. Nhưng là mắt nó mở ra đấy, nó nhìn cái đấng mà chưa nó. Bắt đầu chúng ta thấy đây là cuộc đối thoại đấy, bằng mắt anh xem. Mắt Đức Giêsu Hoàng thích cái này lắm. Thì bây giờ chúng ta thấy rằng mỗi hỏi Ngài là ai đấy, đặt vấn đề này. Thì chúng ta thấy rằng Ngài chính là người mà chưa ăn đấy, anh có tin hay không? Và cuối cùng chúng ta thấy anh mù trả lời với khả năng đây niềm tin khiêm tốn của mình: thưa thầy còn tin. Anh ta bái lạy xuống chém. Tới đây thì chúng ta khẳng định rằng là cái cặp mắt tâm linh của anh mù này là đã đạt đến trưởng thành của anh chém. Như vậy chúng ta thấy Chúa Giêsu không những chữa anh ta về mặt thể lý mà kể cả đời sống tâm linh. Và đúng như Ngài nói đó, là ta đến để xét xử cho người mù được thấy. Này thấy đúng ấy. Và ngược lại anh chị em, là để cho cái người sáng mắt trở nên đuôi mù. Nghĩa là sao? Cho người sáng mắt trở nên đuôi mù là bởi Chúa Giêsu. Chắc là nghe nó to kìa, nhóm Pharisêu đang đứng đó nó nghe. Nó nghe rồi chắc chẳng lẽ chúng tôi đuôi mù hết à? Là Chúa Giêsu đang nói cái đối tượng kế tiếp ấy. Cái đối tượng này tượng Pharisêu anh chị em, là cái đối tượng mà khó chịu Chúa Giêsu anh chị em. Người khó chịu lắm. Thì bây giờ chúng ta thấy cái chuyện là chuyện gì bây giờ? Người sáng lại trở nên đuôi mù. Như vậy chúng ta thấy anh này sáng mắt, nó trở nên mù ở chỗ nào? Nó mù ở chỗ rằng anh chị em, nó nhìn thấy cung trình Chúa Giêsu đường mù này mà nó không nhìn ra anh chị em. Thằng này rõ ràng nó mù, nó biết chứ. Và chính đương sự khẳng định là chính tôi đó, mà chính bố mẹ nó cũng khẳng định nó là con tôi đó, mà ai cũng bảo nó thằng mù đó, mày nó sáng rồi đó. Vậy mà mấy người này không tin, không tin thì rõ ràng mù đấy. Nhìn thấy sự kiện như vậy mà không ra thấy ra thì rõ ràng là mù đấy chứ. Nhưng đó là chỉ nhìn sự thoáng về thể lý thôi. Nhưng mà cái quan trọng nhất anh xem là trong cái đời sống tâm linh của những cái nhóm này là nó không chịu Chúa Giêsu, nó mù đời sống tâm linh anh xem, hay gọi là đời sống tinh thần vậy thôi. Nó nguy cái đó anh xem, sợ sợ cái bận đó anh xem. Là chúng ta thấy cái này Chúa Giêsu nói đó, nếu mà mắt anh mở ra thì tội anh vẫn còn. Tội là cái gì giờ? Nếu anh chị em mở sách lý toàn cầu ra, tội là cái gì anh chị em? Đi nghịch lại những lời luật của Thiên Chúa, và đặc biệt nhất là anh chị em xúc phạm đến Thiên Chúa. Như vậy chúng ta thấy cái nhóm này nó xúc phạm chỗ đó đấy, nhãn tiền rồi đấy. Chúng ta nhìn đi, bây giờ chúng ta thấy rằng Chúa Giêsu Ngài là đấng thánh, nó bởi Ngài Thiên Chúa, và nó bảo là theo chúng tôi biết là ông này có gây tội xúc phạm. Ngài là một đấng thánh mà nó bảo Ngài có tội thì không biết nghĩ sao. Nếu Ngài là người có tội thì sao mà cứu chúng ta bây giờ? Anh xem nghĩ thử coi, rất lạ. Bây giờ chúng ta thấy Chúa xuống thế thôi, Ngài nói là Ngài bởi Thiên Chúa mà đến, nó bảo nó không biết ông này đâu đến. Rõ ràng cố tình anh chị em không chịu chấp nhận xúc phạm nữa. Và đặc biệt nhất anh chị em là qua cái biến cố này và qua mù này,
thì nó phải biết rằng Đức Giêsu Kitô là Đấng Kitô, anh xem, là Christos, là Kitô, hay là Đấng Messiah mà họ đang mong đợi đấy. Tức là chúng ta thấy rằng cái việc chữa người mù này Chúa Giêsu bộc lộ rất rõ, và trước đó Ngài cũng nói rồi. Giống như Chúa Giêsu nói với ông, chúng ta thấy sự kiện ông Gioan Thầy Giảng vậy thôi. Quan Gioan Thầy Giảng để huấn luyện các tông đồ của môn đệ của ông vậy thôi. Vậy nói cho ông Gioan giả biết đi, là mù thấy, què đi, chết sống lại. Như vậy nếu người mù mà thấy què đi, chết sống lại, thì Ngài chỉ là đứng phải đến, là Đấng Kitô đấy. Như vậy Chúa Giêsu chữa cho cái người mù này nó sáng ra, thì rõ ràng Ngài chính là Đấng Kitô, rất rõ. Mà nó nói rằng nếu mà ai tuyến xưng Đức Giêsu Kitô thì tức khắc là phải trục xuất, phải giết. Rõ ràng cái mù này trục xuất liền chèm. Bởi chính Chúa Giêsu không những trục xuất, nó còn truy nã là giết chèm trong buổi chơi thánh này. Như vậy cái tội này là tội cố chấp anh chèm, cứng cổ cứng đầu, giống như Môi-se nói. Và chúng ta thấy rằng cái tội này là tội xúc phạm đến Chúa đấy. Trên Chúa Giêsu nó mắt anh mở ra thì tội anh vẫn còn ở trong tay anh xem. Nhiều khi trong cuộc đời chúng ta vậy chèm, có một số người vẫn cố chấp anh chèm, ở trong tình trạng tội lỗi đó rất nguy hiểm anh chèm. Thì tóm lại chúng ta thấy rằng trong cái ngày thứ hai này chúng ta tiếp tục cái cuộc hành trình mùa trái thánh nhé. Anh xem đừng có quên nhé, chúng ta đang tiếp tục cái cuộc hành trình mùa trái thánh. Và lần này chúng ta có dịp đến cái hồ ta gọi là hồ Siliac, hồ có thiệt anh xem. Và nếu anh xem có tiền thì chắc xin mời anh xem đi thăm đi. Chỉ chính phủ Israel đang mở cửa cho chúng ta đi thăm, tham quan cái hồ, nơi mà chúng ta thấy cái anh mù này để chưa xù, chưa cho hết rồi. Dĩ nhiên chúng ta nhớ kỹ rằng sự kiện chưa hết thì đương nhiên ở đấy. Nhưng mà làm sao chúng ta có quan điểm đúng nha, nhớ kỹ đó, là chúng ta nhớ rằng đây là cái công trình của Thiên Chúa đang thể hiện đến anh ta, chứ không phải không tội đâu. Và chúng ta nhớ kỹ đấy, là làm sao làm chúng ta đừng có cố chấp vấn đề tội, đừng có xúc phạm Chúa anh chèm, giống như nhóm Phà Lê Xêu. Chúng ta phải có cái nhận thức chuẩn để cho Hoàng Phà Xêu có thích này anh chèm, một nhận thức đúng về Đức Giêsu Kitô. Chỉ khi nào chúng ta có nhận thức đúng Đức Giêsu Kitô thì chúng ta biết rằng Ngài chính là Đấng cứu độ chúng ta. Và lúc đó chúng ta sẽ cảm thấy một niềm vui lớn là ơn cứu độ đang ở với chúng ta. Và lúc bây giờ chúng ta thấy mùa trái thánh đã có ý nghĩa trong cuộc đời của chúng ta. Amen.